DJ Jeff Battle Mix activated. Rồi, xin chào tất cả anh chị nha. Chào mừng anh chị đến với kênh Tiến Nguyễn Audio. Và ngày hôm nay Tiến sẽ giới thiệu cho anh chị mình một bộ loa sách tay đã làm mưa làm gió trên thị trường một thời gian qua, là mẫu loa Bass LED 16V. Con này với giá là khoảng hôm nay sẽ hỗ trợ giá cho mình bằng 5 triệu anh chị nha. Giá hiện tại đang 5 triệu. Giá niêm yết của công ty là 5 triệu 6. Và hôm nay em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình giá 5 triệu. Xin phép công ty. Rồi, em xin giới thiệu chức năng của loa cho anh chị nha. Con này thì nó là hai bát 16, một loa chung và một loa chép anh chị nha. Đến lát em khui ra chính xác là một chung hay là một chép, hoặc là hai loa chép em quên mất. Đến lát em khui ra cho anh chị nha. Rồi, với cái thông số loa này anh chị nha, em đây là con này là công suất rồi bớt là 100W, tối đa là 200W, là sử dụng pin nguồn pin Li-ion ha. Kích thước của nó thùng này 56 x 36 x 38, 2 mét vuông không dây. Hệ thống lo thì nó có là hai bát 16, hai loa chép anh chị em nhầm nha, một loa chép 250 và một loa mid, một loa chép và một loa mid là một chung một chép anh chị. Nó có delay, có eco mid bass chép mid bass, có bass boost luôn, có reverb luôn anh chị nhé. Công ty sản xuất nằm ở đây. Rồi em xin quay mặt trên cái phay này, sử dụng phay nhôm rất là đẹp này. Đây nãy là đọc cái thông số ngoài giỏ thùng, bây giờ là chính xác ở trên cái mặt của nó. Volume bass chép của nhạc, rồi sau đó là mid chép, có reverb, có delay, có eco, có mid volume và hỗ trợ cho mình gõ guitar. Là công tắc chế độ và bluetooth này, trên nó nối với tv optical. Sẽ là bao pin. Còn mặt ở phía sau của chúng ta, con này là cắm công tắc một chiều, nó sử dụng ngõ sạc là số 8, có ngõ bit in, có ngõ guitar, chức năng bass boost, mid bridge, hay là qua bài là tạm ngưng, là chuyển đổi chế độ, có USB, có thể nhớ, có ARC, có optical, có ngõ out in 3.5 anh chị nhé. Con này pin nó chỉ còn 50% thôi, pin nó chưa có đầy. Rồi bây giờ xin mời chị các bạn của chúng ta thưởng thức một vài bài nhạc để xem cái chất âm của chiếc loa sách tay này nó như thế nào chị nhé. Con này nghe nhạc rất là hay và mic nó cũng mới nâng cấp lên. Mic phiên bản mới nhất là phiên bản mới nâng cấp nha anh chị, chất âm mic cũng rất là hay luôn. Đây là cái phụ kiện đi kèm theo anh chị nhé, một cái dây sạc là hai cái chống lăn và cái tai mic của là phiên bản mới nhất của hãng Bass luôn nhé. Tai mic màu đen có in logo của Bass luôn. Tai mic này chất âm nó khá là hay. Và bây giờ xin mời chị các bạn của chúng ta thưởng thức một vài ca khúc nhé. Khấn nguyện kết chặt tình thân, viên canh lộc những băng khuâng, xuân này chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi vơi. Thế gian thay nụ trên đất mẹ vui khắp nơi, xuân gieo lòng khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến, đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền một lời nguyện. Hãy subscribe.
người duyên vừa đẹp ý đắm say ôm nàng xuân đẹp vào tay. Chốn bôn ba xa quê nhà, mang trên vai hành trang là ngày tháng sống khôn khó. Quen đi trên những lối nhỏ đời chưa khi ấm no. Nhiều đêm suy tư nghĩ đến những chuyện ưu phiền. Tương lai ngày mai chẳng biết chua cay hay ngọt ngào. Đơn phương chi mình ta cô liêu hào quang vẫn chưa thấy. Đôi tay cứ mãi cố gắng cạnh bên bao khó khăn. Mặc cho dương gian cau xé để thành nhân. Nhiều lần ngã gục cũng không khuất phục dù nhục thân cháy. Đời đâu phải chốn thiên thai dương vui được hoài. Công danh chưa thành công chẳng lên nhiều như
là do mình bấm bấm nhầm, anh chị bấm đang vô cái trang quảng cáo. Nếu anh làm dấu miền quê, duyên thắt chặt tình nhau, thương muôn vàn đời sau. Ông trời cao đưa lối cho tình ta nên đôi vợ chồng. Giờ mình chỉ nghe thử một đoạn nhạc tích lon vậy nhá. Con này giá hiện tại của công ty là giá 5,6 triệu, ở bên em hỗ trợ cho mình, chị của mình là giá 5 triệu nhé. Về hai cái màn vải của cái bát thì rất đẹp, này là găng bút nè, găng cao su nhìn rất đẹp chị nhé. Mà còn lo chung cũng y chang như vậy, chắc âm nhìn cái ngoại hình thiết kế thôi rất là bắt mắt, rất là sang trọng. DJ Champ Battle Mix activated. Bát cuốn quá kinh khủng anh chị nhé. Để bây giờ xin mời chị nghe thử một em thử tiếng beat trên chị của mình nhé. Con này giá của nó là 5,6 triệu và đang hỗ trợ giá cho mình là 5 triệu. Anh chị các bạn mình đặt hàng thì gọi qua số hotline giúp em nha, 0987929436, hoặc là anh chị mình ghé qua cửa hàng 448 Sài Gòn Phan Quyết, quận 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Alo, một anh sử dụng tiếng Việt là gì? Hey, hey, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếng Việt rất là mượt anh chị nha. Đây giờ mình sẽ chậu qua tiếng Eco. Yêu nhau.